Trời đất ở công trình đây các bạn nhé. Một thanh niên trẻ chạy trên xe tải hôm nay. Chào mừng các bạn trở lại với những chiếc xe ô tô tải và những chiếc máy xúc của mình. Chào mừng bạn chiếc máy xúc đô san DX55 và bạn ô tải Hoa Mai, một thanh niên rất là trẻ tuổi. Tiếp tục là cái công trình làm mương máng này. Máy xúc đô san này còn khá là mới các bạn nhé. Đây là cánh đồng nghệ của mình. Chân bác tài xế khởi hành.
ra đến bãi tập kết đây các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đây cánh đồng màu rất là đẹp. Quá là tuyệt vời. Chiếc xe ô tô tải hoa mai và những chiếc xe công lông ở quê mình nó rất là phổ biến các bạn nhé. Chiếc xe vô cùng là cơ động. Buổi sáng ngày hôm nay các bạn cùng với tôi lại tiếp tục những chuyến công lông siêu khủng các bạn nhé. Đó là chiếc xe công lông 3,5 khối cát. Chào xem nhá. Chiếc xe siêu khủng trang bị tổng phanh hơi lốc ghê các bạn nhé. Còn nó quá là nhỏ. Cân hạ luôn các bạn nhé. Con đường này là quá là khó đi.
fit luôn các bạn nhé. Các bạn thấy hệ thống phanh hơi rất là tuyệt vời. Xe được trang bị quả bình khá là lớn các bạn nhé. Các bạn thấy đây là hệ thống cầu số này, bánh đa. Ở đây bình hơi các bạn, quả bình hơi nhíp 2 tầng và quả lốp đôi này. Lốp đôi rất là chắc chắn nhé. Các bạn thấy chiếc xe được trang bị hệ thống lái trợ lực